Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xuất hiện một số vụ việc do đối tượng tự xưng là nhà ngoại cảm đứng ra giải trừ tà ma âm khí để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Nhận được tin báo, công an thị xã Phú Mỹ đã vào cuộc điều tra xác minh. Đến ngày 1 tháng 11 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phú Mỹ đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức trên. Ngày 25 tháng 10 năm 2023, bà Đào Thị Sáng ở phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận được điện thoại từ một người phụ nữ cho biết trong ngôi nhà của bà đang có hai ngôi mộ lâu năm. Nếu không kịp thời đưa vong hồn đi thì cả nhà của bà Sáng sẽ gặp tai họa. Chị đã nói không làm rồi, nhưng mà là cái chị này sẽ nói chị rằng là bây giờ là em phải làm. Em mà làm đi thì là em còn nhiều tiền hơn nữa, còn em mà không làm đi ấy, là trong 2 năm nữa là em sẽ mất hết tài sản mà vợ chồng em sẽ chết ngay tại chỗ. Suốt một tuần sau đó, người phụ nữ liên tục gọi điện dùng những lời đe dọa để uy hiếp tinh thần nạn nhân. Nên là chị cảm thấy rằng là rất là hoang mang, nên là chị báo cho công an. Ngày 1 tháng 11 năm 2023, trong lúc đối tượng Lý và Hùng nhận 200 triệu đồng để trừ tà cho bà Sáng, thì lực lượng công an bắt quả tang, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Trần Minh Hùng, ngụ thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Lý, ngụ thị xã Phú Mỹ khai nhận, cả hai quen nhau từ tháng 2 năm 2023. Chỉ 2 tháng sau thì kết hôn và sống ở thị xã Phú Mỹ. Tháng 9 vừa qua, Hùng khoe với Lý là mình có khả năng ngoại cảm, có thể xem được vong hồn hài cốt trừ tà ma. Sau đó Lý đi chụp hình nhiều căn nhà gần nơi mình ở cho Hùng xem, hoặc gọi qua video call cho Hùng nhìn những căn nhà này. Thông qua hình ảnh, Hùng phán các căn nhà có vong hồn âm khí tồn tại. Sau đó Lý đến gặp các chủ nhà hù dọa, nếu không thuê thầy giải trừ thì ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, việc làm ăn. Nhiều chủ nhà bị Lý đe dọa đến mất ăn mất ngủ và đồng ý để Lý tìm thầy hóa giải. Mặc dù không có năng lực ngoại cảm, nhưng khi được mời đến nhà của các nạn nhân, Trần Minh Hùng vẫn thực hiện các nghi thức hành lễ mà đối tượng tự nghĩ ra để thực hiện hành vi trừ tà ma. Sai thứ nhất là mê tín dị đoan, thứ hai là không có cái căn cứ khoa học. Tôi đã nhận thức rõ cái sai lầm của tôi và tôi hứa là sau này tôi không có dám làm nữa. Quá trình đấu tranh, các đối tượng Hùng và Lý khai nhận, với cách thức nói trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của hai người dân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 23 triệu đồng. Thời điểm đó thì bị hại chắc đã tin, đa số là không tin, nhưng mà đối tượng này sau này sẽ liên tục gọi điện hoặc là sẽ đến để tiếp tục nói những cái lời nói cử chỉ như là ở bây giờ hù dọa, tức là nói là ở đấy có vong có hồn đấy, nếu không thì sức khỏe, tiền bạc, tính mạng, tài sản sẽ bị ảnh hưởng xấu đấy, có thể chết chóc. Thì càng ngày khi mà bị nhiều quá, tức là bị hại khi đã bị các đối tượng mà gọi điện rồi làm phiền rồi nói những cái lời phán chỉ mà không có cơ sở thì họ dần dần họ cũng hoảng sợ, cũng lo lắng. Có những người lên đây trình bày là cũng mất ăn mất ngủ vì nghĩ về con cái, cho nên là cũng tìm cách. Đôi khi mà niềm tin tâm linh mà cái đầu niềm tin không có căn cơ học, cho nên là người ta sẽ tự liên hệ với các đối tượng ở thì tìm cách để hóa giải. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Lý và Nguyễn Minh Hùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an Phú Mỹ thì cũng có một cái số cái khuyến cáo, thứ nhất là về cái việc là người dân mình không nên tin tưởng vào các cái lời phán chỉ không có căn cứ khoa học. Với điều thứ hai, nếu như khi mà các đối tượng có tiếp xúc thì mình cũng nên tìm hiểu, thứ nhất thông qua các mối quan hệ của mình hoặc là các mối quan hệ có những người có hiểu biết để nhận thức được cái việc đó là không có căn cứ khoa học.